cô nữ sinh này vừa chứng kiến thầy giáo cũng như cờ rút của mình đang tỏ tình với bà cô giáo hana bi cảm thấy sốc vô cùng đau đớn đến mức nước mắt cũng không thể rơi trong khi đó bà cô giáo ấy lại là cờ rút của chàng nam sinh tên là muji muji biết hết toàn bộ về con người của cô ta có lần anh vô tình nhìn thấy cô đi khách sạn với rất nhiều tên đàn ông để thỏa mãn dục vọng sáng hôm sau cô ấy đến làm gia sư cho anh vẫn chiếc áo ấy bộ đồ ấy cô ấy đã từ khách sạn mà qua thẳng nhà anh luôn đã vậy cô còn lấy miếng bánh kem còn sót lại trên miệng anh và liếm nó một cách ngon lành đúng là bà cô tả dê mà nhưng nhìn người mình yêu như vậy sao anh có thể không buồn được chính điểm chung này đã thu hút hai con người họ hiện tại Hanabi và Muji đang là người thay thế cờ rút cho nhau Hanabi tiến đến hôn lấy anh cô đang tưởng tượng rằng người mình hôn chính là thầy giáo ấy đến lượt Muji chủ động hôn lại cô ơi em yêu cô nhiều lắm họ bắt đầu đổi tư thế và rồi họ cứ tưởng tượng đối phương là người mình yêu đơn phương mà hôn nhau một cách say đắm dành chọn tình yêu cho nhau trông thật sự rất đáng thương